quốc về đây chuông độ chùa xa chiều tan chùa la anh đi bên sau cuối theo đường đi lá ngóc lên đầu bê lá ngóc tiễn người đi lần cuối gặp nhau lên xe rồi ăn chuối không anh ăn xong anh đi hai hàng trời ơi sao sao mà đi hai hàng ủa trời ơi ca cái gì kỳ cục là ăn chuối mà đi hai hàng mày ăn chuối hay mày nhập mày ăn chuối hay mày nhập ngủ mày đi hai hàng ý là cái nải chuối để ngang cái giò quá rồi. Nếu duyên không thành nếu duyên không thành đi... ê nó nghe là cũng nói chuyện nếu duyên hát đi hát xong câu người ta mới vô nếu duyên không thành điệp ơi lan cắt tóc cắt tóc đi mày hát mà mày không có minh họa tao quơ 5 lần luôn rồi đó vì là đã xuống được rồi nếu duyên không thành điệp ơi lan cắt tóc mày hát mà mày minh không minh họa người ta không tin giờ sao hát lại rồi nếu duyên không thành thì khó quá má này diễn tình nét nếu duyên không thành điệp ơi lan cắt tóc đó đây giờ đó, tao mới tin là đó là cắt rồi đó hát tiếp luôn các cái làm tóc nó phải ngắn rồi thì tao mới tin hiểu không vô nè đúng không quý vị quên đời mày quên đời hay mày quên bài có tóc đâu mà tém đã vô chùa mà cạo đầu rồi còn tém tóc rồi mày muốn tém đúng không cái rồi đổi tóc lại cái thói quen này mới cạo bữa nay rồi tao nhớ rồi mày điếu rồi vô bỏ cạo rồi bỏ ra đi cạo rồi cạo rồi lên vô nè đẹp ơi mai lên chốn thành đô nhà sẽ cực gần xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn ghê xưa em dò gió mong chờ thục quanh ơi em mà nói qua cái tuần khác rồi ủa phải đang lan và điệp tự nhiên qua bên thục quanh mày làm ông điệp lúc kiếm tao đi điệp lúc kiếm bà điệp lúc kiếm bà là buồn phải không diễn cái nét cuối đời luôn nét cuối đời luôn nét cuối đời là nét bài điệp á nét sắp rồi lan điệp ơi ok chú điệp lan chú điệp ơi đi con thầy trời ơi mới không gặp em có mấy năm em tay biến nặng dữ với Lan. Má ơi con bị bệnh lao. Bị bệnh đau hả? Bệnh lao. Bệnh lao rồi. Má ơi bệnh lao là người khác. Không có điều có bị bệnh lao đâu. Lan mới gặp em có mấy năm mà bây giờ em ra nông nổi này sao Lan nói anh nghe với Lan. Bạch thầy. Bạch thầy. Con không phải là du khách đẹp. Con là gì vậy? Mà tên thật con là Nguyễn Thị vô cái khúc người ta giơ cái tay lên ta đợi chữ Lan ta vỗ tay cái tay mà ta giơ chữ mày giả vô mặt mày đó rồi vô chữ Bạch Lan ta vỗ tay gần rồi con không phải là du khách đẹp chứ con là gì mà tên thật con là Nguyễn Thị Trời ơi Điệp ơi bây giờ nó chết thiệt đó Điệp ơi bây giờ tôi biết tại sao con Lan nó chết rồi ôi, Điệp nó gọi trời ơi bộ não rồi Lan chết rồi Lan chết rồi Lan ơi Lan ơi đây ba nén trang này Điệp thân giai hồn Lan linh thiêng Lan đồ cho gia đình nếu có linh cho gia đình đổ cho gia đình được trên thuận dưới hòa Lan ơi còn đêm nay sáng mai mới dồn Lan có linh thiêng Lan về đây Lan kéo nguyên đoàn mình đoàn ba hỏi mất dạy vậy trời ơi Lan ơi hát tiếp đi đắp chiếu không nên Lan Ê, em ơi tháng này tháng 7 đó em ơi được. Tiếp đi Lan. Một chàng được đặt ở cạnh nàng hai đường đi sống đô. Trời ơi quan nghiệp quá mà. Sao vậy chị hai ơi người ta nói em lên Sài Gòn em đi làm gái cái gì vậy thè
Thầy Hương khoáng đợi. Mà nói hồi nãy giờ mày hát 4 tuần cải lương á, mày chưa ra được cái số luôn á. Thè đi thè. 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 Anh Chi. Trời ơi Mai Đình. Mai Đình đi má. Má. Bây giờ tao phải cùi nha. Vậy tự nhiên tao làm ông cha tao phải cùi nha. Rồi. Rồi. Mai Đình đi. Đây tao làm cho ra nè. Bà nội đây. Giống bị cùi. Bây giờ tao lòng tiếng mã cho nè. Rồi rồi rồi. Rồi. Im thôi. Tôi lòng tiếng cho. Má kêu đi. Kêu. Rồi. Má. Kêu đi. Lẹ má đi bà nội. Kêu kêu lại đúng không? Anh Chi. Mai Dù. Mai Dù. Mai Dù. Mai Dù. Ê ủa. Ai. Mai Dù là. Đừng có đọc ngược. Giả một cái chát bây giờ bà nội. Mai Đình. Anh Chi. Anh Chi ơi, kể từ nay em không còn sợ cô đơn. Bên anh chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng em sẽ tìm thấy ở bên anh. Vì anh là một ông cùi. Anh là một ông cùi vậy má? Hát gì ông cùi giống như chưa hết nó còn chưa. Tiếp đi. Tiếp. Nó nghe. Em sẽ. Tao gửi mày 50, mày hát cái gì dài đi cho bà Dược. Rồi. Cho bà Dược rồi, dài phải không? Hát dài đi. Em sẽ về lại quê hương và làm thơ ca tụng cho anh hằng ngày. Anh Chi ơi, anh đừng như vậy. Đừng có qua, bà nghỉ diễn đi. Anh mua chăng tôi bán chăng cho phong đầu cánh giật má luôn. Chăng đầu người nằm đây. Chăng đầu người chứ gì, chăng đầu người dưới sóc trăng. Bà nội nó khùng đấy đi. Mày ra số lẻ đi. Bà giật một lát bà bị thiệt đó. Bà bị thiệt đó. Một con gió độc đi ngang qua cái mày. Chưa nãy giờ mày ổn chút mẹ sao. Chưa mà chưa xong. Tiếp luôn. Sao ngu ghê. Rồi, đúng rồi. Làm con chăn đúng chưa? Rồi làm con chăn đi. Từ bà nội ơi. Con chăn chứ không phải là con lương. Má là con lương cái lộn ruồn ta. Làm con chăn á. Rồi làm đây đi. Con chăn đúng, con chăn là phải. Rồi bây giờ là tôi lên đây nè. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường đó. mày ra số lẻ kìa. Nên gió đông sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. 44 Bà ơi, bà thu hồn 44. Dạ xin lỗi biệt kịch. Trời ơi bà nói.